Chào bạn, hôm nay thì mình có dịp ra vườn và mình sẽ quay cho các bạn xem một số cây hoa giấy sắc pháo bạn. Một số cây hoa giấy mình sẽ trồng cổ thụ nha. Số cây này mình sẽ trồng cho nó lớn thiệt là lớn luôn bạn. Và trong quá trình trồng vậy thì chúng ta cũng phải thường xuyên chăm sóc và cắt tỉa cành để cho cái thân nó thẳng các bạn. Đây là mình đang dưỡng một cốt nha anh em. Những cái cành con, những cành cám xung quanh thế này mình sẽ cắt bỏ hết nha. Và cái cây này thì hồi nhỏ cũng đã được mình nuôi và sửa đế rồi. Sắc pháo các bạn, ít 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 có ai mà ít có cây nào mình lên đế được như thế này lắm, tại vì cây này mình do mình trồng từ bé nè. Mình sẽ cắt tỉa những cọng rễ con. Cọng rễ nào linh tinh đó mình sẽ cũng sẽ cắt quả. Và mình dưỡng cho cái bộ đế nó đẹp. Sắc pháo thông thường người ta chơi thân các bạn, ít ai chơi đế lắm, nhưng mà đây mình trồng mình sẽ dưỡng đế luôn nha nè. Cái thân nó đẹp mà cái đế nó cũng đẹp luôn. Và những cái cành phướng như thế này nè. Thì chúng ta thường xuyên cắt các bạn. Này trước mình cắt rồi nè, mình cắt rồi cái đầu nó nhảy thêm cái được khác nữa, cho nên là lâu lâu mình có dịp mình ra mình lại cắt bỏ các bạn. Để mình sẽ dồn, mình sẽ cắt nó cho nó dồn toàn lực các bạn, nó dồn toàn lực để nó nuôi một thân chủ thôi, thân chính thôi, còn mấy cái cành con linh tinh thì mình sẽ cắt bỏ hết nha anh em. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ không cắt cắt lần một bạn, mình sẽ cắt từ từ. Đợt mình cắt chừng vài cành thôi chứ mình không cắt nhiều quá. Mình cắt đồng loạt nhiều quá nó sẽ làm cho cây mình nó mất sức. Ở đây mình cắt mình sẽ chừa được này lại. Lần sau mình sẽ cắt tiếp. Và những cái cành con linh tinh trên đây mình sẽ cũng sẽ dọn luôn các bạn, cho chống chảy. Nó đỡ bịch nha anh em. Cây này hiện tiền thì nó cao khoảng 2 mét rưỡi các bạn, thoát thân. Thoát thân khoảng 2 mét rưỡi. Và bộ đế thì cũng đã được mình nuôi về sửa rất là đẹp rồi. À. Đây là những cành khô nè, lúc trước mình gom mình dọn á. Lâu lâu mình lại đi kiểm tra một lần. Con nào mà nhảy tược mập lên, tược phướng lên mình sẽ cắt bỏ. Cây này cũng vậy các bạn. Em này mình cũng đã được mình nuôi và quấn rễ, sửa rễ từ khi lúc còn bé lận. Hôm nay mình trồng cũng được khoảng hơn 3 năm rồi. Gần 4 năm rồi các bạn. Thì cái cây này cũng đang cao khoảng 2 mét rưỡi luôn. Và mình cũng đang đang tỉa, đang dưỡng một cốt cho nó. Mấy cái cành linh tinh này mình sẽ cắt từ từ các bạn. Nay mình cắt về cành, cái lần sau mình lại cắt về cành nữa nè, chứ mình không có cắt lần một. Cành này mình chừa đây cho nó ôm cái trụ đá các bạn, chứ đừng có gió đừng có ngã. Chứ đúng ra mình cũng sẽ cắt nó luôn rồi. Cành trên đây thì mình sẽ cắt bỏ luôn. Hôm nay mình sẽ gom về cành, lần sau mình sẽ gom về cành. Và bên kia cũng vậy. Cây này thì hồi nhỏ nó bò dưới đất các bạn. Nó ngã cho nên là cái dáng của nó dáng nằm nha anh em. Dáng nó nằm bò dưới đất xong nó mới bò lên. Mình đã leo lên cây. Đây mình cũng sẽ cắt bỏ nó luôn các bạn. Mình sẽ dưỡng từ từ nha anh em. Cây này nó lùn không bạn, cao khoảng 2 mét thôi. Cây này cũng vậy các bạn. Hồi nhỏ mình cũng đang được mình quán sữa nè, cho nên là bộ đế nó lộ thiên rất là cao luôn. Cái này mình còn khai thác cho lòng đất được nha, nhưng mà bộ đế lộ thiên khoảng 40 cm rồi. À, thân thì có đang mặt cành tua tủa đâu bạn. Mấy cái cành này mình sẽ để nó sẽ làm mất cái dáng cây mình đó mà. Phá dáng thì mình sẽ tỉa một cốt. À, nếu mà mình để lớn mình cắt như cái này, này lần đó mình cắt hơi trễ nè, cho nên là cái mạch cắt nó khá là lớn các bạn. Do đó chúng ta cắt nhỏ thôi. Để cái mạch cắt của nó mau liền các bạn, to như vậy lâu liền cây nó sẽ dễ bị bọng về sau đó các bạn. À, mình tỉa ít thôi, còn khúc trên đó thì để lần sau mình sẽ tỉa thêm nha. Mình tỉa cùng lúc nhiều cành quá nó sẽ cây mình nó phải mất sức và nó sượng các bạn. Cây này cũng vậy luôn, đợt trước cũng đã được mình tỉa rồi nè. Mấy cái cọng rễ con này các bạn sẽ cắt bỏ luôn nha. Dưỡng bồ đế những cọng rễ to thôi, nhìn cây nó mới đã các bạn. Rễ nhí nhí mà nhiều quá nhìn cũng không được đẹp không. Rồi mỗi lần mình sẽ tỉa ít thôi, mình không tỉa nhiều. Từ từ cho cây nó làm quen các bạn. Đây, cành này bỏ đi. Rồi, lần sau mình sẽ tỉa thêm. Bên đây cũng vậy, bữa mình tỉa rồi nè, nó mới bắn ra mấy cái đọt là sao nè. Cây này mình cũng
đì đế trong cái bao này các bạn, lâu ngày cái bao này nó mục rồi, này bộ đế nó đang lộ thiên rồi, tháo cái bao ra luôn, bộ đế nó các bạn rất là cao luôn, cây này thì thoát thân nó không được cao hơn anh em. Rồi chúng ta đi tiếp tìm những cây khác, mình sẽ tỉa một cốt cho nó. Như cái này cũng được đây. Cái này còn bé mà. Nè mới cắt này mà mới tật thì nó mới nhảy các bạn, nhảy rất là nhanh luôn, qua ăn cơn mưa thôi. Rồi nhảy xuống rồi. Đây cái em này cục đế rất là khủng luôn các bạn. Đó, em này có cục đế rất là to luôn. Mặc dù em nhỏ thôi, hoành nó cũng có 20 mấy thôi, nhưng mà cái đế nó rất là to. Này đã được mình sửa đế và mình bó trong bao nè, tháo bao luôn bạn, nó nằm một đống luôn, đế rất là to luôn anh em. Cắt bỏ mấy này luôn các bạn. Rồi mình cắt vài cây thôi, mấy cái cây này các bạn mình cho nó dựa vô cái trụ đá đó để gió nó mùa mưa nó không có ngã, nhưng mà một số cây trụ đá nó thấp quá đó mình sẽ cột thêm cây sắt nữa coi, ít hôm nữa mình sẽ tấm nhánh nó lên cột vô cây sắt đó cho nó cao. Em này cũng vậy các bạn, mình dùng cái bao này để mình quấn đế nó mình sửa nè. Hôm nay thì đế nó đã gom rồi cho nên là mình tháo cái bao ra. Rồi, cắt tỉa. Cây này cũng vậy các bạn, đa phần cây đây mình trồng từ bé là mình đã chăm sóc nó từ bé rồi, mình đã sửa rồi, cho nên là 10 cây thì hết 8 cây 9 cây có được bộ đế đẹp các bạn, và những cái thân cũng đã được mình cắt tỉa thường xuyên đó, cho nên là một cốt nó cũng khá là suông anh em. Còn đây là cây hoa giấy Mỹ các bạn. Cây hoa giấy Mỹ này mình trồng khá lâu năm rồi, rồi mình chưa có dịp mà để mình xài nó, cho mình để luôn, cái nó bự đừng như nó bự. Đó cái thân của đó, cái đế của nó hết hồn không. Cây thì già nua đen thui rồi các bạn. Bây giờ cái đây mình trồng thằng hoa giấy Mỹ và mình xen những thằng sát pháo vô các bạn. Hoa giấy Mỹ này thì thời gian đó mình sẽ bứng thôi. Mình sẽ bứng mấy thằng này, mình nhường chỗ cho mấy thằng sát pháo nó lên nha anh em. Bây giờ khúc này thì hoa giấy Mỹ quá trời nhiều luôn, hôm nay mình chưa có bứng các bạn, cho nên là hoa giấy Mỹ còn rất là bịch thù luôn. Thời gian nữa mình sẽ bứng thì nhường chỗ cho những cây sắt pháo như thế này anh em. Còn đây là thân sắt pháo nè, rất là to luôn bạn, cục đế to hơn cái mũ bảo hiểm nè anh em. Cũng dây mình cuộc hai lần nè, nay nó thắt rồi nên mình sẽ tháo cũng dây ra các bạn. Và thân nó thì mọc nhánh quá trời, mình sẽ cắt bỏ luôn nha anh em. Lại bỏ hết, chỉ chừa một thân chính thôi. Nào lên trên cao cũng vậy. Cái tuốt trên cao này mình sẽ leo lên. Cắt bỏ luôn. Ok, nay mình sẽ cắt ít thôi. Ít hôm nữa mình sẽ cắt tiếp tục như thế này các bạn. Quá nhiều luôn. Và cây bên đây nó cũng còn đang dấu hiệu là nó bị bó cọng dây cái thân các bạn. Đây mình đã vào và mình sẽ cắt cọng dây của nó nha. Ngày trước mình dùng cái bao để mình bó rơm nè.
mình quấn lại để mình đi đi cái bộ đế của nó. Thân thì thằng này đâm hai thân các bạn, do hồi nhỏ mình không biết cắt cái tược nào luôn, hai tược đều bằng nhau đó, mình không biết cắt tược nào luôn á, thì mình sẽ để hai thân. Và bây giờ thì nó quá lớn rồi mình không cắt luôn, mà sợ mình cắt cái mạch cắt nó sẽ to, nó làm cho cây mình nó sẽ bị bọng về sau các bạn. Mình sẽ cắt những tược nhỏ thôi, còn tược này cắt bỏ cũng được nè. Đây dạ, cái tược này nó rất là cứng các bạn, to bằng ngón chân cái luôn, mà mình cắt cái đứt luôn. Rồi hôm nay mình sẽ gom mỗi thằng một ít thôi. Và bên kia cây cũng đang chờ đợi mình sẽ qua bán. Đây nó đây, nó mọc rất là nhiều cành đây. Cái bộ đế này cũng khá là to các bạn. Và cái mạch cắt này các bạn, nó hai thân, một thằng này bị lép. Mình cắt và nó đang có hiện tượng nó kéo mài lại nè, cho nên đây mình sẽ chừa cái nhánh này luôn các bạn, sửa nhánh này cho nó mau lành cái vết thẹo này, mình sẽ tiêu diệt sau các bạn. Và lên đây thì mình để hai thân luôn, do thân như này nó rất là to anh em, mình cắt mình sợ mình cắt nó làm bọng cây các bạn, nên mình sẽ cắt những tược nhỏ thôi nha anh em, còn những tược bự thì để luôn. Tiếp theo chúng ta đến cái này. Đế sổ khá là dài nè, cái này nó cũng có hai thân luôn các bạn, hai thân khá là to rồi, cho nên chúng ta sẽ để luôn. Tiếp theo em này thì mình chưa cắt dây, đây em này mẫu cốt thoát thân khá là cao các bạn. Trong kia tháo cũng dây luôn à. Rồi sau một em nữa, em này thoát thân cũng khá là dài cái nè. Chúng ta tiếp tục. Thoát thân khá là cao. Khúc này nó quá âm u rồi các bạn. Cây này lâu lắm rồi mình không có ra mình dọn nè. Quá trời cành luôn. Ui quá sức rồi. Cành nó cứng lắm. Ui quá sức rồi. Bộ đế đây. Bộ đế này nó lậu thiên có ít thôi, còn như nó nằm dưới lòng đất các bạn. Đế rất là to. Cái thân thì bé thôi anh em, cái thân quạnh khoảng 30 mấy à. Nhưng mà đế thì rất là lớn. Cây này quá chân nhánh nhiều luôn, quá âm mưu rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây, mình sẽ dùng cái cưa mình sẽ cắt dọn các bạn, cái kéo cắt không nổi rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì video mình hôm nay thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ đi cắt tỉa rong cái tàn nhện các bạn. Để mình sẽ giữ một cốt và mình cắt những cọng dây lâu ngày cuộc nó đã ăn vào cây nè các bạn. Vì thế thôi.
và dọn bớt cái tàn cho cành lá nó bớt bịch các bạn, quá sức nó âm mưu. Đây là khu vực mình trồng cây cây hoa giấy sắc tháo các bạn. Khu vực này mình sẽ trồng, mình sẽ để lâu năm nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.